Chú bác mình ha, thì hôm nay em lên cho anh em mình cái này là hàng thanh lý nha anh em. Hàng thanh lý lâu lâu mới có một lần. Đó, bán combo nha. Nè, tất cả từ đây là 1 2 3 4 5 6 7 8. Từ đây nè, đổ về là đồng giá 500.000 một một thứ này anh em, một combo như thế là 500 nha. Đó, combo như thế này là 500. Còn cái bó này là 200.000 nha. Đó thì em nói chung là em sẽ quay sơ lược riêng về một cái cho anh em mình. À, thì trước khi vô video thì anh em lưu ý em, cái hàng này là hàng thanh lý và em chỉ nhận chuyển khoản, em không nhận ship code, như quý anh em lưu ý giùm em nha. Anh em nào tin tưởng em thì mình giao dịch chuyển khoản, còn không tin tưởng mình thì em không ship code, thì mong quý thông cảm giùm em. Cái hàng này hàng thanh lý, hàng có hàng lỗi, hàng nguyên trong này hết. Tất cả hàng đây đều là hàng carbon hết nha quý anh em. Đó, thì em sẽ đi chi tiết sơ sơ thôi. Còn anh em nào muốn mua hàng á, anh em muốn rõ hơn, em sẽ có quay video chi tiết từng mặt hàng, từng món chi tiết rồi hết rồi. Anh em chỉ cần inbox với Zalo em thôi, em sẽ gửi video chi tiết cho anh em mình. Nó còn sơ lược như thế này, giống như cái bó này. Cái bó này là hàng rác nha anh em. Toàn đa số là cần lua của mình, cần hư, cần gãy. Mà gốc thì gốc nguyên nha, ngọn thì ngọn gãy. Có cái ngọn gãy ngọn, có cái thì ngọn gãy dưới nè. Có cái thì ngọn gãy trên. Phen này đủ hết, hình như em đếm là 7 gốc lua nè, 7 gốc lua với một gốc một gốc trúc nè. Đó thì cái này là em bán 200.000 về cho anh em mình độ chế sửa chữa, đó là 200. Anh em muốn chi tiết hơn thì inbox Zalo cho em. Còn combo tiếp theo của mình là ba cây này. Một cây cần tay lóng ngắn 3m6, cây này cây Shimano. Ha, cây này chất liệu là phíp. Còn cây thứ hai này là cây Daiwa hai da nè anh em, cây này nhỏ xíu, cây này 2m1. Cây này là nguyên zin. Còn cây thứ ba này là cái cây cần rút mini, cây này dài 1m8. À, cứng đồng khoảng 30, khoen bị hư nha. Thôi phôi zin hết. Đó, cái này thì 500.000, cũng 500. Combo này ba cây này cũng vậy. Ba cây này cũng 500.000. Cây này cây lua Shimano nha nè, cây này cây UL nè. Cây Shimano UL. Thì cây Shimano UL này thì nó dài 2m3 và nó gãy khoảng 10 cm trên ngọn nha anh em, còn 2m2. Đó, còn cái cây thứ hai của mình là cây cần lua máy đứng. Cây này dài 1m8 cm này anh em. Và cây này thì nguyên bản hàng China xuất nha anh em. Đó, còn cây thứ ba mình cây Heiichi. Cây này 2m10 1m8 mà cây này nó gãy ngang đây, nó tháp lại này nữa rồi. Nó hụt khoảng chắc khoảng 15 cm nè, cây Heiichi này. Thì đó, combo ba cây này cũng 500 nè. Nói chung ở đây đổ về là 500 hết, em không báo giá lại nha nè. Đó, còn combo này hình như này là cái 4 cây lận nè. Nó một cây cần lua máy ngang, cây này cây Daiwa trong túi nè, cây này bị hư đầu bu thôi. Cây Daiwa này nè, carbon nè. Cây thứ hai cây lua máy đứng cũng là hàng carbon. Cây này được fan Fuji luôn nè. Đó, còn cây thứ ba này là cây này cũng hàng con Ryobi nè. Cây cũng phải Fuji luôn, cây này đến gãy khoảng chừng 2-3 cm trên ngọn. Và cây thứ tư, cây này là cây cần rút nè, cây lua rút mini nè. Cây này thì nó không có khoen nha, nó vẫn còn ngọn đóng đầy đủ hết và nó không có khoen dẫn trên ngọn. Đó, combo này. Combo tiếp theo là hai cán vợt carbon nha em. Cán vợt 5m4 thì cái nút đít nhựa dưới này nè mình, cái nút dặn ren mà nó bị mất rồi, nó dặn một nút cao su vô nha em, lưỡi giùm em. Hai cái cán này, một cây 4,5 cây 5,4, hai cái cán này cũng 500.000 carbon nha. Combo tiếp theo là ba cái cần rút mini. Cây này thì nút đít nó quấn này, em chưa có lọt ra, nghĩ chắc cái nút đít nó sụp xịt hoặc là nó bị mất như thế nào đó, em chưa có lọt ra nha anh em. Hai cây này là hai cây 1m8 nè. Hai cây này được phen hoàn thiện. 1m8 hàng carbon nha anh em. Còn cây thứ ba này là cây carbon. Cây này hư phen đề 3, cây này 2m4, nó cứng tầm khoảng 20-30 gì đó. Đó. Rồi, cái này cũng là 500. Hai cây này là hai cần rút dây trong nha anh em. Đó, hai cần hai khúc dây trong nha, một cây 2m7, cây 2m1. Hai cây này đẹp lắm. Cây này cứng 50, 2m7 hai khúc nha. Còn cây trong nè, cây Heiichi này đẹp lắm nè. Cây Heiichi giá chút 1m8 đây nè. Cây này đẹp, hai cây này cũng 500. Tiếp theo, đó là ba cây này. Ba cây này thì có ông khách ông chốt rồi, thôi em không có tính nha. Nãy có ông khách ông xem ông lấy rồi thì không tính ba cây này nha, bỏ ngang bên. Không chi tiết. Rồi, thì cái này nè, ba cây này luôn. Ba cây này cũng một mã 500 luôn. Một cây cần rút, một cây cần ba khúc dây trong carbon. Thì cái cây này trên cái đầu lóng gốc của mình anh em, nó bị dập nè, về anh em mình quấn mình xử lý lại nha anh em. Đó, cứng 30, 3 khúc 3m3 một cây. Còn cây thứ hai cây lua máy đứng nha anh em. Cây này như nó hụt ngọn một chút xíu hay gì đó, hay là nó thay đầu bu anh em. Một cây lua máy ngang carbon. Đó, khoen đồ đầy đủ hết. Và cây thứ ba của combo là cái cần rút nha nè, rút dây trong cũng là hàng carbon luôn. Cứ 20, 2m4, cây có chế độ zoom nè, cây này thì hoàn thiện không lỗi nha. Đó, tất cả như thế này. Lưu ý giùm em nha, anh em mà mua là bắt buộc hàng này phải chuyển khoản trước em mới giao nha, em mới ship nha nè. Không chuyển khoản trước thì mình đừng chốt đơn. Cảm ơn nhiều.
mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0919 19205. Em tên Nghiệp nha, xin chào.